tất cả các bạn. Đây là một căn hộ của dự án Bảo Sơn Complex. Dự án Bảo Sơn Complex nằm ở 126 Nguyễn Sĩ Sách, thành phố Vinh. Và mình đang đứng trong căn hộ có diện tích là 80,6 m2 thông thủy và 86,3 m2 là kim tường. Đây là cái cửa ra vào của nó nhé. Căn hộ này là hiện tại là chưa hoàn thiện. Còn đây là khu vực phòng khách này. Phía trước mặt các bạn là khu vực phòng khách. Khu vực phòng khách thì có view ra ngoài trời. Căn hộ này là căn hộ có 2 phòng ngủ. Bên này là một phòng vệ sinh này. Đây có một phòng vệ sinh này. Đây có một phòng vệ sinh nhé. Phòng vệ sinh này sẽ được ốp đá, ốp gạch và sẽ có một số thiết bị vệ sinh cơ bản. Bên này là một lô gia. Sau này sẽ có một cái, có thể sẽ có một cái cửa đây để ngăn cái ban công này và ngoài này. Cái lô gia này cũng view ra ngoài trời. Đây các bạn có thể nhìn thấy nhá, cái view của nó nhá, cực kỳ đẹp. Đây là tầng 3 thôi, tầng 3 thành ra view nó không đẹp. Nhưng mà nếu như lên tầng khoảng tầng 15 ấy, cực kỳ đẹp luôn, nhìn toàn cảnh thành phố Vinh luôn. Đây là khu vực view của lô gia. Hướng ra hướng gọi là hướng nam. Hướng nam của tòa nhà. Khu vực lô gia này thì người ta hay để máy giặt ở ngoài. Đây là cửa sổ của phòng khách. Đây cũng nhìn ra ngoài luôn. Cũng nhìn ra ngoài, cực kỳ đẹp. Một góc thành phố Vinh nhìn từ tầng 3. Đó, phòng khách cực kỳ rộng rãi, thoải mái. Đây là căn hộ có 3 phòng ngủ. Và căn hộ này là sẽ bàn giao có cả trần thạch cao nữa. Trần thạch cao này là chưa làm xong đâu. Đây các bạn nhìn thấy trần thạch cao đấy không? Chưa làm xong và có cả hệ thống đèn. Bên này là một phòng ngủ này. Đó. Một phòng ngủ nhỏ. Phòng ngủ này thì không có phòng vệ sinh. Cái căn hộ này là có 2 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh nhé. Phòng ngủ này cũng view ra ngoài luôn, cực kỳ đẹp. Cửa nhôm của nó là gọi là cửa nhôm Việt Pháp. Cửa nhôm Việt Pháp, cửa kính Việt Pháp. Khi bàn giao thì người ta sẽ sơn mấy lớp, chứ không phải là bàn giao tường không như thế này. Một phòng vệ sinh đầu kia đó. Và một phòng vệ sinh ở bên trong một phòng ngủ nữa. Đây là một phòng vệ sinh này, cực kỳ rộng rãi thoải mái. Và cái phòng vệ sinh này cũng có view ra ngoài. Đây là một phòng ngủ khác. Thực sự là đây là một trong những căn đẹp nhất của tòa nhà Bảo Sơn Complex này, bởi vì nó là view ra hai hướng. Thứ nhất là view ra hướng đông và thứ hai là view ra hướng nam, cực kỳ tuyệt vời. Khi bàn giao thì người ta sẽ có những cái hệ thống gọi là những cái đường ống chờ điều hòa, rồi đường ống điện chờ sẵn, những cái đường dây điện chờ sẵn, hoặc là những cái đường dây chờ mùi. Cái khu vực này là sẽ là bố trí bếp. Khu vực bố trí bếp ở đây. Đây sẽ có những cái đường ống nước. Đường ống nước và đường ống hút mùi nữa. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Vui lòng like, comment, share. Còn